hay trở lại mốc 9.000 USD. Bitcoin vẫn là đồng tiền điện tử giá trị nhất tại thời điểm hiện nay tính theo vốn hóa thị trường, dấu không còn tăng trưởng mạnh mẽ như giai đoạn cuối 2017, đầu 2018. Thay vào đó, Litecoin, một đơn vị tiền ảo phụ, đã tăng hơn 330% giá trị kể từ đầu năm 2019 để lọt vào top 7 trong bảng xếp hạng tiền ảo. Sự tăng trưởng mạnh mẽ khiến ngày một nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư Bitcoin dần chuyển hướng sang theo dõi chặt chẽ giá của Litecoin vốn được cho là đối thủ lớn nhất của Bitcoin. Người ta ví von rằng nếu Bitcoin là vàng, thì Litecoin là bạc. Sáng 15 tháng 6, nhà đầu tư ghi nhận Bitcoin tăng hơn 5% trong 24 giờ, chạm mức 8.720 đô la Mỹ trên Coi trên sàn giao dịch Bitstamp có trụ sở tại Luxembourg và một lần nữa cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Trong khi đó, Litecoin cũng duy trì tăng trưởng đều đặn với giá trị 136,2 đô la Mỹ trên Coi. Hơn bao giờ hết, đây là cơ hội để Bitcoin thăng tiến và lấy lại ngôi vương của mình. Nếu Litecoin thực sự là người dẫn đầu, chúng ta hãy chờ đợi một sự đột phá của Bitcoin trong cuối tuần này. Marty Greenspan, nhà phân tích thị trường tại công ty môi giới eToro, cho biết. Tuy nhiên theo Fox, thị trường tiền ảo sắp bước vào một giai đoạn cắt giảm nguồn cung. Dự kiến vào tháng 8 năm 2019, việc cắt giảm nguồn cung của một đơn vị tiền ảo thường đi kèm với suy giảm giá trị thị trường, cũng như hạn chế bớt số coi thu được từ các hoạt động khai thác, đào tiền ảo. Do đó, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra khá rè rặt, dù thị trường tiền ảo đang lấy lại giá trị trong khoảng 1-2 tháng trở lại đây. Đầu tuần này, một nhà đầu tư mạo hiểm của Mỹ cũng cảnh báo thị trường đang hướng đến một cú sốc nguồn cung sẽ xảy ra trong một vài tháng tới. Nguyễn Nguyễn